Sau một thời gian đắn đo, cuối cùng thì mình cũng quyết định lên thuốc là mỗi lần 4 rồi mọi người ạ. Vì cái mũi mình đã từng làm cấu trúc rồi và cũng đã làm tổng cộng là 3 lần can thiệp mũi trước đó rồi, nên là cái sụn tai nó đã hết. Nên là lần này bác sĩ chỉ định làm cho mình là cấu trúc sụn sườn và có thu xương để thu nhỏ cái đầu mũi hơn. Thực sự lúc đầu ấy, cái mục đích mình đi tư vấn chỉ là dự định là nâng sống cho cao hơn và thu đầu mũi nhỏ hơn cho thanh thoát, nghĩa là có thể gây tê là được. Không ngờ bác sĩ lại tư vấn chỉ định làm sụn sườn, nghĩa là phải gây mê. Nên là mình chưa có quyết định ngay lúc đó. Một phần á vì sợ đau này, một phần vì tiếc tiền bởi vì là làm sụn sườn nó mắc gấp đôi sụn tai luôn á, một phần nữa là sợ gây mê thì ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều ấy, bởi vì mình đã gây mê khá là nhiều lần rồi. Một phần nữa và cũng là phần quan trọng nhất, đó là mình sợ gây mê là cái đại phẫu, nhỡ có chuyện gì thì trước đây thì mình cũng đã gây mê đại phẫu làm đẹp nhiều lần rồi, nhưng mà thực sự lúc đó cái tâm trạng nó khá là vui vẻ và háo hức. Một phần thì cũng có thể là lúc đó mình còn trẻ ham làm đẹp, một phần vì lúc đó gia đình còn đầy đủ, có ông xã và bà ngoại giúp mình chăm con trong lúc mẹ đi làm đẹp. Còn bây giờ thì nhà chỉ có hai mẹ con chăm nhau, nên thực sự là mình luôn luôn sợ có cái vấn đề gì với bản thân thì thực sự là rất là có lỗi với em bé, vì là sẽ không có ai chăm em. Nhưng mình thì lại luôn là cái người thích làm đẹp, thích cái đẹp, và quan trọng nhất là mình hiểu khi mà mình đẹp thì tự nhiên là mình sẽ tự tin hơn, và từ đó sẽ hấp dẫn nhiều những cái điều tốt đẹp và cơ hội đến với mình nhiều hơn. Và bản thân mình cũng rất thích điều đó, mình là cái đứa mà rất thích những cái thử thách và cơ hội để có thể được thử sức và chinh phục. Vì thế nên là sau vài ngày suy nghĩ đắn đo thì cuối cùng mình cũng quyết định là sẽ làm. Mọi người có tin vào điềm báo không? Mình thì mình có tin vào tâm linh. Chuyện là mình hẹn bác sĩ cái ngày làm mũi, đó là mình cứ coi như là ngày 1 đi. Xong đùng cái hôm đó bác sĩ vì là chỉ trống cái lúc mà 3 rưỡi 4 giờ ấy, xong rồi mình qua lúc tầm đó thì qua đến nơi khi mà xét nghiệm các thứ xong thì cũng là cái giờ tan làm, nên là cái ca gây mê người ta cũng về gần hết rồi. Thế là mình lại phải đi về và không làm được theo lần 1. Cái lần thứ 2 thì mình hẹn lại bác sĩ vào ngày 3, mà thế đùng một cái đến 11 giờ, đến cái giờ hẹn bác để mình qua mình làm ấy, thì lúc đó chuẩn bị thay đồ thì phát hiện ra là rụng râu. Trời ơi, thế là lại bị delay lần hai. Mấy đứa em mình còn bảo là hay là có khi ông trời đang muốn gửi thông điệp tới chị là chị không nên làm mũi nữa. Thế là lúc đó mình cũng hơi rén, bởi vì là đã có nỗi sợ từ trước rồi ấy, bây giờ lại gặp lại cái vụ này thì thực sự là cũng phải suy nghĩ lại. Và trong đầu cũng bảo là quá tam ba bận, nếu mà lần ba vẫn phải delay thì chắc là ý trời không cho mình làm đẹp rồi. Nhưng mà thật là may mắn, bởi vì lần hẹn thứ ba thì mình đã được lên bàn mổ và cũng trộm vía là khá thành công. Đây là hôm trước khi lên thớt này, nên là tranh thủ đi mua trái cây và mấy cái đồ bổ dưỡng, rồi chuẩn bị tới ngày chỉ định khăn gói quả mướp lên đường nè. Vì đại phẫu gây mê nên là mình phải nằm viện qua đêm một hôm, nên là mình có chuẩn bị hết quần áo này, mấy đồ skin care để tối làm. Nhưng mà ai có rẻ đâu, là mang cho vui thôi, chứ thực tế đến đấy là đến đêm là nằm ngủ một mạch luôn. Cộng với việc là còn tác dụng của thuốc mê nên là cũng buồn ngủ, không có đứng lên làm gì được, chỉ có nằm nghịch điện thoại được khoảng 5-10 phút rồi lại lăn ra ngủ luôn, đến sáng hôm sau là xuất viện rồi. Những cái hình ảnh đầu tiên sau khi hồi mê, cầm điện thoại quay dáng mũi liền. Phòng hồi sức thì có thêm hai chị nữa cũng phải nằm lại, mà hai chị này mổ trước mình nên là tỉnh mê nhanh hơn, ngồi bấm điện thoại rồi FaceTime đủ các kiểu luôn. Mình thì chỉ nằm im rồi cũng chỉ kêu gọi cho gì để xem là em bé Jin ngủ chưa, rồi một lát sau là mẹ cũng ngủ luôn. Cảm giác không đau và khó khăn như mình nghĩ, trộm vía là cũng khá là nhẹ nhàng. Cái phần sườn bị lấy đi thì cũng không đau, mũi cũng không đau, nó chỉ hơi tức tức thôi. Cái mũi chỉ hơi khó thở một xíu bởi vì phải nhét hai cái cục sáp vô lỗ mũi ấy, vừa là để thấm dịch vừa là để cố định cái dáng mũi. Sáng dậy sau khi được truyền kháng sinh xong thì mình được chuyển qua phòng khác nằm nghỉ một xíu, đợi bé nhân viên của bên thẩm mỹ viện mình làm đưa về lại thẩm mỹ viện để thay băng. À, mình nói rõ mọi người hiểu một chút nhé, đó là do gây mê là đại phẫu nên là các phòng khám hoặc thẩm mỹ viện mà không phải bệnh viện á thì sẽ không được phép làm cho khách nhá. Chính vì thế là khi mà mình làm cái dịch vụ phải gây mê như thế này ấy, bên thẩm mỹ viện này phải thuê cái cơ sở vật chất phòng mổ của một bệnh viện thẩm mỹ khác để thực hiện ca của mình. Còn lại thì những cái thiết kế sau này về ví dụ như là tháo băng hay là thay băng hay là truyền kháng sinh thì mình sẽ về lại thẩm mỹ viện chứ không cần qua bệnh viện để làm nữa. Ok, clip sau thì mình sẽ quay cho mọi người xem sau khi mà tháo nẹp mũi thì nó sẽ như thế nào, cũng như là cái cách chăm sóc sau khi nâng mũi nha. Bye.